Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng trước thiền viện Bồ Đề. Tôi phải đi hai tuyến xe điện ngầm tới trạm Quincy Adam, sau đó tiếp tục đón xe bus 238 để đến chùa thiền viện Bồ Đề. Tôi cũng vừa vô nghe đọc kinh và đây giới thiệu các bạn về cái chùa Bồ Đề, một ngôi chùa rất là êm đềm, nằm ở xa xa khu vực của thành phố Boston. Tôi đang đứng trong cái khuôn viên chùa Bồ Đề.
Nghĩa là chúng con lấy tài sản vật dụng của
người không khởi lòng tham đem hay dựng lấy, mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản của mình. Giới thứ ba là chúng con nguyện trọn đời không tà dâm, ma nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chứ không có lòng tham mê ham sắc làm điều tà hoại gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, mà tan tan ca ngợi đời sống chân thành. Giới thứ tư là chúng con nguyện trọn đời không nói dối nhà nghĩa. Giới thứ năm là chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu, nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ, kiên tâm trí đối loạn mà thôi, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chúa lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc. Nguyễn Thị Tuyết Thu sinh ngày 20 tháng 5 năm 1900.
1952. Nguyễn Trường Bảy sinh ngày 1 tháng 1 năm 1951, Thái Sơn Linh Trên sinh ngày 30 tháng 4 năm 2017, Cao Trâm Viết Tho sinh ngày 25 tháng 5 năm 2002, Đỗ Thị Phụng pháp danh Chơn An Trụ sinh năm Đinh Mão 92 tuổi, Ngô Thị Mẫn sinh ngày 30 tháng 6 năm 1930. An Bình Trần pháp danh Ngọc Thiện sinh ngày 18 tháng 2 năm 2004. Trần Hậu 91 tuổi, Trầm Quế Lan 81 tuổi. Nguyện cho các Phật tử tái tiêu trừ quán kiến dứt sạch bệnh căn thuyên giảm gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đổi chúng sanh tăng trường, kế nguyện cầu siêu dương linh. Trần Văn Lân sinh năm 1933, mất ngày 31 tháng 8 năm 2017, hưởng thọ 84 tuổi. Hướng linh Nguyễn Lê Duyên Tử, Nguyễn Phi Hùng sinh ngày 23 tháng 9 năm 1977, mất ngày 27 tháng 7 năm 2017, hưởng dương 39 tuổi. Hướng linh Trần Hữu Nghĩa pháp danh Toàn Thánh Huy sinh ngày 7 tháng 12 năm 1971, mất ngày 3 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Đinh Dậu, hưởng dương 47 tuổi. Hướng linh Hoàng Thị Anh pháp danh Chí Nhàn, mất ngày 21 tháng 9 năm 2015, hưởng thọ 92 tuổi. Phán Văn Quỳ pháp danh Minh Chân, mất ngày 23 tháng 8 năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi. Hương linh Nguyễn Thị Mốt pháp danh Tâm Đức, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1925, mất ngày 8 tháng 12 năm 2015, nhằm ngày 27 tháng 10 năm Ất Mùi, hưởng thọ 90 tuổi. Hướng linh Trịnh Đô sinh năm 1933, mất ngày 2 tháng 5 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 81 tuổi. Hướng linh Võ Thị Bi sinh ngày 1 tháng 12 năm 1954, mất ngày 13 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 16 tháng 12 âm lịch, hưởng thọ 68 tuổi. Hướng linh Nguyễn Thị Phước pháp danh Diệu Đức, mất ngày 9 tháng 10 năm 2011, hưởng thọ 80 tuổi. Hướng linh Bình Thị Úc sinh năm 1936, mất ngày 29 tháng 4 năm 2015, hưởng thọ 79 tuổi. Hướng linh Nguyễn Kim Tuấn sinh ngày 1 tháng 3 năm 1970, mất ngày 13 tháng 9 năm 2015, hưởng dương 47 tuổi. Hướng linh Nguyễn Nguyên sinh ngày 29 tháng 4 năm 1986, mất ngày 29 tháng 3 năm Giáp Ngọ, hưởng dương 29 tuổi. Hướng linh Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1955, mất ngày 15 tháng 5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 60 tuổi. Hướng linh Nguyễn Thị Sáu